các bạn ơi, các bạn biết mình đang ở đâu đây không? Mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết cái này hơi đặc biệt luôn. Lần đầu tiên mình mới nhìn thấy đấy. Đấy. Đây là cái gì các bạn có biết không? Đây là một cái ống nhòm đấy. Để mình thử nhòm nhá. Xem mà xa xa ngoài biển kia có cái gì hay ho nhá. Đấy. Ô, không phải ống nhòm các bạn ơi. Đây hình như là một khẩu pháo hay là một cái lựu đạn hay là cái gì ấy. À, ở đây là có nút đây này, để tớ thử bấm nhá. Ui, ở đây có nhiều khẩu pháo lắm các bạn ơi, nhìn kìa. 1 2 3 4 5. Ôi nhưng mà vừa nãy mình bắn pháo ra ngoài biển. Không biết có bị làm sao không nhở? Ui ôi, ôi Tráng ơi, sao cậu lại bắn cái pháo ra kia? Ui, đây là khẩu pháo. Lúc đầu tôi cứ tưởng là cái ống nhòm cậu ơi. Đây là những cái khẩu pháo đặt ở đây để bảo vệ bờ biển đấy cậu ơi. Thế? Ừ. Bảo vệ bờ biển khỏi cái gì? Khỏi những con quái vật biển ấy. Làm thỉnh thoảng ấy, ở ngoài biển kia có những cái con quái vật nó đi vào trong này này, thế là người ta phải dùng cái pháo này này để người ta bắn con quái vật đấy, cậu hiểu chưa? Thế? Ừ. Ui. Hình như có cái gì đang lội từ dưới nước lên kia kìa. Tím ơi, hình như đấy là một con quái vật gorilla. Ôi ôi, quái vật Godzilla. Thế rồi hay là tớ làm thức giấc nó rồi cậu ơi? Ừ, khả năng cậu vừa bắn thế là nó động biển, thế là nó thức giấc rồi đấy. Ui, chạy thôi. Yên tâm đi, ở đây có mấy cái khẩu pháo to này, mình sợ gì nó. Để tớ sẽ dùng khẩu pháo tớ bắn con Godzilla đấy cho. Ui. Nice. Bắn đi Trang ơi. Bắn đi Trang ơi. Ui ôi ôi ôi. Hay lắm, bắn đi, chúng rồi. Bắn tiếp đi, bắn tiếp đi. Ui ui, đạn chúng liên tiếp vào con Godzilla rồi. Godzilla nó gục rồi kìa các bạn ơi. Ui, cái khẩu pháo này nó thích nhờ cậu nhờ, nó khỏe nhờ. Khẩu pháo này mạnh lắm đấy, nó có thể tiêu diệt được mọi con quái vật ở đây đấy. Ừ, thế nó bắn ra từ đâu đấy? Nó bắn ra từ trong cái nòng ống đấy. À, ui, sao cậu lại thò đầu vào đấy, nó bắn cho bây giờ. Ha 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 ha